Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là sáng ngày thứ sáu, ngày 9 tháng 9 2022 anh em. Mình lại tiếp tục gói hàng. Trước mắt anh em là ba cái GDT ở 4 4 4 cái GDT 300 giá 880 cành để gửi cho mọi người. Thì những cái T300 này rất là đặc biệt. Đem ra quay test đồ đàng hoàng rồi mình sẽ giao đến tận nhà cho các ông khách ha, chứ không có gói. Thì với cái phương án vận chuyển này, thứ nhất an toàn, thứ hai là miễn phí vận chuyển, thứ ba là cả hai bên đều đều cảm thấy rất là an tâm trong cái cuộc mua bán anh em. Thì này là mối anh Hồng với anh Long anh em, nói anh thì không đúng, chú mới đúng, chú Hồng với chú Long ở thị xã Gò Công, Tiền Giang. Bây giờ mình phải gọi là mối chứ không phải là khách nữa anh em. Nói chung là chú Hồng với chú Long thì mua gọi là thường xuyên, bữa nào hứng mua. Bữa nay là trong cái cuộc điện thoại thì mình nghe là chú Hồng với chú Long này không phải mua mà là giới thiệu cho các bạn bè uống cà phê cùng buổi sáng mọi người. Kết quả sau khi thảo luận thì các chú lấy 4 cái, mỗi người một cái. Thì GDT 300 mình vẫn bán 880 ha. Ship tới tận nhà thì cũng là 880 thôi. Cái này mấy chú lấy nhiều cho nên mình không có xin tiền xăng. Hôm bữa mình xin tiền xăng mấy chú kia tại vì có 1 cái 2 cái lãi ít quá cho nên mình xin tiền xăng. Còn cái này thì bận đi bận về 70 cây á nha anh em chứ không ít đâu. Thị xã Gò Công mà. Nhưng mà ráng cố gắng ha. Nói chung là cố gắng thôi ha. Thì nãy trong cuộc điện thoại thì mình nghe chú Hồng hay chú Long mình cũng không phân biệt được giọng nữa. Là 40 triệu là bắt đầu làm mồi anh em. Chưa đi mà có sự lo lắng trong người rồi. Làm mồi để đợi mình đó mọi người. Thực sự là vậy luôn. Bây giờ không biết sao từ chối nữa. Đấy thì chiều nay cố gắng mình sẽ làm sao cho nó trở nên rất là bận rộn để giao hàng cái chạy chạy lẹ. Quất ngựa tri phong anh em, chứ nguy hiểm. Thì thôi bây giờ trở lại với GDT 300. Thì giá 880 thôi chứ nhiều anh em nói dở lên giá. Thì hồi xưa mình bán 750 thiệt. Nhưng mà thời đó anh em nhớ không, mình quay những video thời đó đó, mình luôn luôn nói với anh em mua cho lẹ đi. Thế nào nó cũng lên à. Đó và tại sao mình biết lên là tại vì cái đèn này nó rất là chất lượng. Mà 750 là rất là vô lý cho nên thời đó anh em mua cũng nhiều. Nhưng mà cũng chưa nhiều lắm. Anh em mua chưa kịp thời sau này lên 100 mấy chục ngàn luôn anh em. Thời đó là tại vì cái này nó mới ra ha, nó bán quảng cáo. Đó và chúng ta được cái giá tốt. Nhiều anh em nói sao mày thấy rẻ vậy mày không mua mày trữ. Đâu trữ được anh em. Nếu chúng ta trữ như vậy thì chúng ta sẽ trữ khoảng 6 tháng. Trữ lâu quá thì cái đèn nó sẽ trở nên không hay ho gì, thấy không? Đó, hàng gì để lâu thì nó cũng trở nên rất là nhàm chán và rất là cũ kỹ. Đó, không không được anh em, không có thể nào trữ lâu đến vậy. Có thể trữ nửa tháng thôi. Tháng thôi ha. Chứ còn mà cỡ nửa năm thì không được. Đấy cho nên là mình bán hết cái mấy cái đợt hàng đó và mình đem đợt hàng mới chừng nào nó lên kệ nó chứ giờ đâu thể nào trữ được mọi người ha. Thì cuối cùng nó cũng đã lên ha. Dự đoán sao thì nó ra vậy thôi. Tại vì cái chất lượng của cái hàng này thì mình đã nắm bắt rồi ha. Anh em cộng mấy cái vật tư của nó lại thì giá 880 nó còn rẻ chứ đừng nói 750. Tấm pin 25 quá anh em ra thị trường mua 300 ngàn này. 400 con 2835. Anh em ra thị trường mua 200 ngàn với 300 ngàn này là 500 ngàn này. Bộ pin lưu trữ 25 bây giờ anh em ra thị trường mua 250 là 750 rồi. Là đúng với cái giá hồi xưa rồi đó mọi người. Mới cộng có ba món cơ bản thôi là đúng với giá hồi xưa đó. Bây giờ nó còn cái tấm kính 120 ngàn nè. Cái giá 50 nè. Là 170 nè. 170 cộng với 750 nãy là đủ 858 rồi đúng không? Đủ hơn rồi chứ. Hơn rồi. Hơn rồi. Thấy không? Mà ta chưa có tính cái vỏ nè. Cái vỏ nè. Cái vỏ này giờ thị trường có bán nha anh em. Ở trên Shopee vẫn có bán cái vỏ không nha. 250. Cái vỏ với cái kèm cái ray sắt dính vô cái vỏ nè. Là 250 nữa. Là em thấy cái hơn 1 triệu rồi. Đấy. Mà bán ra 858 thì mình thấy nó giá nó cũng còn tốt đó. Cho nên anh em đam mê thì cứ mua. Cái đó mình cộng theo giá thị trường chứ không phải mình cộng theo ý mình đâu nha mọi người. Đó, anh em không tin thì có thể lên Shopee nghiên cứu giá. Tấm pin 25W bây giờ đánh vô tấm pin 25W giá nhiêu đó, nó hiện lên liền. 300 ngàn, không bao giờ dưới 300 ngàn đâu mọi người. Đấy thì có một chút tâm sự với anh em ha về cái vấn đề GD 300, GDT 300. Thân thì thân nhựa đó, đấy chứ không phải thân nhôm đâu. Nếu cái này mà thân nhôm là lên 1 triệu 2, 1 triệu 3 đó. Đảm bảo luôn ha. Thân nhựa cho nên nó còn giá tốt. Đam mê thì cứ liên hệ.
Thì này nghe có chú gắn ở trong nhà, có chú gắn ở ngoài sân, nghe cuộc thảo luận qua điện thoại anh em. Có chú gắn ở sân chuồng bò. Chuồng bò nó có cái sân anh em, sân cho mấy con bò tắm nắng á. Rồi người ta gắn đó quan sát vào ban đêm ha. Thì T300 này rất là sáng thì cũng gắn đâu gắn à. Chứ đèn này thì nó sáng chắc rồi đó ha. Tại vì T300 mà, chỉ có T100 là mình không có tự tin nói nó sáng thôi tại nó nhỏ. Đấy, còn cái T200, 300 là nó sáng rất sáng. Cho nên mọi người an tâm. Thì vừa rồi mình cũng đã thông báo cái cấu hình tấm pin 25W, bộ pin lưu trữ 25 bây giờ 400 con led ha. Đèn thì bự chà bá. Đấy bây giờ mình sẽ đo. Cái thước đâu rồi? Cái thước trên bàn á, moi cái thước ra. Đo cái đèn ha cho mọi người biết luôn ha. Nói chung là cái hàng muốn chất lượng là nó phải bự. Phải bự mới chất lượng được. Chứ không có cái đèn năng lượng nào mà nhỏ nhỏ mà trái sáng sáng trưng đâu nè, không có, không bao giờ có. Bự mới sáng, đảm bảo luôn. Còn cái đèn 220 khác à nha, mình đang nói đèn năng lượng chứ 220 khác à. 220 chỉ cần một cái đèn cỡ bàn tay thôi, gắn điện 220 vô nó sáng nửa công đất luôn. Đó, cái đó. Nó dùng con led COD á anh em. Con led mà tiên tiến bây giờ đó, một con một. Nhưng mà tốn điện, thấy không? Nó tốn mấy trăm watt điện lận. Đó, còn cái này tao miễn phí mà, miễn phí hoài luôn á. Miễn phí nào dục cái đèn thôi. Rồi bây giờ bề ngang tấm pin là 3 tấc rưỡi, chiều dài là 4 tấc rưỡi ha. Khổ đo cũng nhớ 4 tấc rưỡi. Rồi, cái đèn là chiều ngang là 3 tấc 25. Chiều dài là 3 tấc 7 nha, 3 tấc 7. Đó. 3 tấc 25 nhân 3 tấc 7 anh em vẽ ra đất coi, bự chà bá luôn ha. Cho nên mọi người mua mấy cái này an tâm. Cái này nó chỉ thiệt thua thiệt so với JD01 ở cái chỗ là cái lưng nó bằng bằng nhựa thôi ha. Chứ còn cái vấn đề mà trái sáng là nó cũng sáng nữa. Đó và nó chất lượng thì nó cũng chất lượng nữa. Đó. Chỉ có cái là bằng nhựa mới rẻ mới mua thoải mái được ha. Chứ giờ thay cái lưng nhôm cái lên hơn 1 triệu cái thấy hơi hơi khó khăn rồi đó. À, bây giờ mình phải cân đối tiền nào của đó luôn đúng mọi người ha. Thì hôm bữa có chú mua hai cái tên trăm về cái chú gắn lên chú nói mình cái đèn thấy được đó ngon đó nhưng mà tấm pin hơi nhỏ nha, tấm pin hơi nhỏ nha con, mốt con ráng làm sao tấm pin bự lên. Trời ơi giờ nếu mà tấm pin bự lên thì đâu phải giá 450 hai cái đâu anh em, một cái 450 nha. Ý mình nói là hai cái trở lên thì giá sẽ là 450 mỗi cái. Nếu tấm pin bự lên thì giá nó cao, mà giá nó cao thì lại căng, phải không? Đấy, nó lại rơi vào cái phạm vi giá của đèn khác. Giá của đèn T200 chẳng hạn. Đấy. Cho nên là nó cân đối ha, phù hợp với cái giá cả của nó. 450 thì nó ráng cố gắng được vậy đó. Còn này 808 là nó được vậy nè. Đó. Nguyên cái đống này 808 nhân 4 không được, không biết nhiêu tiền nữa ha. Đấy. Mong là chiều nay chuyến giao hàng của mình nó sẽ rất là nhanh gọn lẹ để mấy chú bày sẵn bàn nhậu rồi. Thì cũng căng lắm mọi người. Đó, lần nào đi ráp năng lượng cũng vậy anh em. Đó, leo xuống khỏi nóc nhà của các anh em á, mà thấy cái bàn nhậu là thấy là phái phái thì cũng phái đó, nhưng mà phải nó ở nhà mình thì phái thiệt. Ở xa quá ngán lắm mọi người, ngán cái chặng đường về chạy xe rồi mệt mỏi lắm ha. Thì thôi chúc anh em có những cái ngày cuối tuần vui vẻ ha. Bữa nay cũng thứ sáu rồi. Chúc anh em có một cái mùa trung thu an lành hạnh phúc nha. À, nhà của bác Hai Vĩnh ở kế bên nó cũng đang chuẩn bị trung thu cho ấp anh em, cho ấp. À, sáng giờ mình thấy như cái đám giỗ à. Làm y như cái đám giỗ đoàn hội đồ hoành tráng lắm mọi người. À, trung thu là Tết trẻ em ha, nhưng mà người lớn vẫn hay đi nhiều. Mình thấy giờ người lớn ăn trung thu nhiều hơn trẻ em nữa anh em. Thôi mình xin chào mọi người nhé, hẹn gặp mọi người ở những cái video lần sau. À, anh em đam mê thì cứ liên hệ mình 076 687 4311 nha. Chào anh em. Ô nãy giờ quên nữa, chưa test cái nào hết. À, đứng nói chuyện không chưa test luôn à, quên ha, quên quên xin lỗi mọi người nha. À, bấm remote thứ nhất đồ, remote thứ hai đồ đấy, remote các kiểu ha. Đấy à, quên nữa cũng chưa kêu gọi luôn. Anh em nào đoạn đường từ huyện Châu Thành của Long An mà xuống thị xã Gò Công của Tiền Giang từ giờ tới chiều mà thấy được cái video này muốn mua một cái gì đó, mình sẽ ship tận nhà nha, miễn phí ship nha anh em. Từ Châu Thành của Long An mà chạy xuống thị xã Gò Công, chạy qua chợ Ông Văn, rồi chạy qua huyện Chợ Gạo, rồi chạy qua Gò Công Tây rồi đó anh em. Đó, cái đoạn đường quốc lộ 50 rồi đó. Đó thì anh em mua hàng đi, giờ chiều mình đi giao và mình ship tận nhà cho anh em miễn phí. Miễn phí ship, vậy thì nó an toàn cho người bán lẫn người mua, lẫn cái đèn luôn ha. Mình chào mọi người nha anh em, hẹn gặp mọi người những video lần sau. Nhớ nha, từ Châu Thành Long An đến thị xã Gò Công nha. À, mình có chuyến giao hàng, anh em tham gia vô miễn phí.